Xin chào các anh chị và các bạn nhé. Mình là Tuấn từ website nghecongso.com. Chào mừng bạn đã quay trở lại kênh của mình. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ giải đáp một câu hỏi mà rất nhiều bạn đang gặp phải, đó là học AI bắt đầu từ đâu? Nếu bạn cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, thì video này dành cho bạn. Mình sẽ giải đáp các thắc mắc về việc học AI từ đâu, như thế nào, chi phí sử dụng là bao nhiêu, cũng như các ưu nhược điểm của các loại AI này. Okay, let's start. Trước hết, ví dụ những hình ảnh này. Trước đây bạn sẽ cần tốn khá nhiều thời gian để setup chụp và chi phí cũng không hề rẻ. Giờ đây chỉ 30 giây, bạn có thể tạo ra hình ảnh này để sử dụng. Hoặc các video như thế này, giờ đây cũng thực hiện dễ dàng hơn nhờ sự hỗ trợ của AI. Đây chỉ là các ví dụ rất nhỏ về lợi ích của AI mang lại. AI không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao năng suất công việc một cách đáng kể. Có một câu nói mình nhớ mãi, đó là AI sẽ không thay thế ai, nhưng những người sử dụng AI sẽ thay thế người không sử dụng chúng. Đầu tiên, chúng ta phải xác định rõ, đa phần chúng ta không phải lập trình viên. Chúng ta không thể hiểu các kiến thức về học máy, học sâu, deep learning hay mô hình ngôn ngữ lớn, LLM. Phần lớn chúng ta chỉ có thể sử dụng các công cụ AI đã được phát triển sẵn, sau đó áp dụng vào từng phần của công việc cụ thể như các bài viết, hình ảnh hay video như thế này. Như vậy, học AI thực tế là học cách sử dụng các công cụ AI có sẵn. Hiện tại, có rất nhiều công cụ AI trên thị trường. Bạn có thể sẽ bị choáng ngợp với số lượng AI này và sẽ không biết chúng là gì, áp dụng được gì. Để bạn dễ hiểu, nhóm đầu tiên là các AI chatbot hay text-to-text AI. Đây là các AI giúp bạn trả lời câu hỏi, cung cấp thông tin. Bạn đưa ra câu hỏi bằng văn bản. Các AI chatbot này sẽ tạo ra câu trả lời bằng văn bản. Ví dụ, bạn hỏi cách nấu phở bò, thì đây là cách AI chatbot trả lời. Nó sẽ cung cấp cho bạn các bước để nấu phở bò, cũng như cách chọn nguyên liệu. Hoặc bạn hỏi, hãy gợi ý cho tôi các ý tưởng về kế hoạch marketing cho sản phẩm nước Nha Đam đóng lon. Bạn sẽ nhận lại các ý tưởng từ AI chatbot. Các AI này giờ có thể đăng ký dễ dàng, chỉ cần email và số điện thoại. Mình sẽ để link các AI này bên dưới mô tả của video để các bạn có thể vào sử dụng thử nghiệm. Nhóm AI thứ hai là các AI Image, còn gọi là AI Art hay Text-to-Image AI. Đây là các AI giúp biến văn bản thành hình ảnh. Có nghĩa là khi bạn đưa yêu cầu là các mô tả bằng văn bản, AI Image sẽ tạo kết quả là hình ảnh. Ví dụ, mình cần tạo một hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương, Sunflower Field chẳng hạn. Mình sẽ nhập mô tả bức ảnh này và AI Image sẽ nhận lệnh, còn gọi là prompt, sau đó tạo ra hình ảnh như thế này để mình lựa chọn. Hoặc một ví dụ khác, mình sẽ mô tả hình ảnh hoạt hình là một cậu bé đang chơi bóng đá, a boy playing football, và đây là các kết quả mình nhận được. Xem hai ví dụ trên, bạn sẽ đặt ra câu hỏi là các AI này chỉ sử dụng tiếng Anh hay có thể hiểu tiếng Việt không? Nếu chỉ sử dụng tiếng Anh mà bạn không biết tiếng Anh, thì làm thế nào sử dụng? Câu trả lời là, tùy vào công cụ mà bạn có thể sử dụng tiếng Việt hoặc phải dùng tiếng Anh. Nếu bạn không biết tiếng Anh, bạn có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như Google Dịch và copy các câu lệnh đó vào, thì AI Image cũng có thể thực hiện. Midjourney, mình thường dùng nhất, dùng tiếng Anh. Link các AI này mình sẽ để ở phần mô tả video. Nhóm AI thứ ba là các AI Video Text-to-VAI. Các AI này giúp biến các đoạn văn bản hoặc hình ảnh có sẵn thành các đoạn video ngắn. Cũng tương tự AI Image, nhưng thay vì bạn nhận được kết quả là các hình ảnh, thì bạn sẽ nhận được các video. Ví dụ các video như thế này. Các bài viết về các công cụ AI này mình sẽ để ở phần mô tả để các bạn có thể tham khảo. Nhóm thứ tư mình tạm phân loại là AI, Audio and Music. Mình tạm gom các công cụ biến văn bản thành giọng nói, thành âm thanh hay âm nhạc, music. Các loại AI này bạn có thể sử dụng để làm video, các đoạn hội thoại. Như giọng đọc trong video các bạn đang xem cũng là từ một AI. Đương nhiên các phân loại bên trên là theo cá nhân mình, và nó còn vô vàng dạng AI khác. Như tên gọi của từng công cụ, các công cụ AI sẽ giúp bạn cho ra kết quả theo nhu cầu cụ thể từng công việc của bạn. Và đối với một số công việc,
Nhóm AI Chatbot, mình dùng ChatGPT Plus. AI quốc dân này cung cấp bản miễn phí với model GPT 3.5, có thể giúp các bạn phần vụ nếu bạn muốn dùng nâng cao hơn các tính năng như tạo hình ảnh với DALL-E, truy cập Internet để tìm thông tin với Browsing, phân tích dữ liệu, File với Advanced Data Analysis, và quan trọng nhất là truy cập được vào kho plugin và GPT Store, thì có thể bâng cấp bản Plus với $20 một tháng. Nhóm AI Image thì mình sử dụng Midjourney. Theo mình đánh giá, đây là một trong những AI tạo hình ảnh tốt nhất hiện nay với sự cập nhật ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, AI này không còn bản miễn phí nữa. Gói thấp nhất là $10 một tháng. Bạn có thể sử dụng 200 phút để tạo ảnh và không cộng dồn phần thừa vào tháng sau. Các bạn cũng có thể dùng DALL-E trong bản Plus của ChatGPT để tạo hình ảnh. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh theo mình đánh giá, Midjourney vẫn đang tốt hơn. Nhóm AI Video, bạn có thể sử dụng Hazen để tạo MC nói chuyện với mức phí $29 một tháng, sử dụng được 15 phút tạo video trong tháng. Nhóm AI Audio and Music, bạn có thể sử dụng TTS OpenAI đang là bản beta và bạn có thể sử dụng miễn phí với 1 triệu credit, tương đương khoảng 400 giờ video. Gói tiếp theo sẽ là $15 một tháng để có thêm 1 triệu credits. Tuy nhiên, khi sử dụng AI, thứ nhất, đó là AI chỉ là công cụ. Cũng giống như Word, Excel hay Photoshop, người ta sử dụng các công cụ đó để công việc tiện lợi và nhanh chóng hơn. Ví dụ, Excel sẽ giúp bạn tính toán nhanh hơn và nhiều hơn. Photoshop giúp bạn chỉnh sửa hình ảnh dễ dàng hơn. Thì AI cũng vậy, sẽ giúp bạn tạo hình ảnh nhanh hơn, tạo video dễ dàng hơn. Nhưng, bạn vẫn phải là người hoàn thành công việc, chứ AI không thể nào giúp 100% công việc của bạn hoàn toàn được. Thứ hai, bạn cần hiểu không có AI nào hoàn hảo cả. Mỗi loại sẽ có ưu nhược điểm riêng, nên nhiều tác vụ công việc bạn cần kết hợp nhiều công cụ AI với nhau mới ra được thành quả sau cùng. Điều này đôi khi sẽ tốn rất nhiều thời gian, từ việc lên ý tưởng, xử lý từng khâu công việc cho đến khi hoàn thành. Điều tiếp theo mình cũng lưu ý là không có chuyện bạn chỉ cần gõ 1-2 dòng lệnh với AI thì sẽ có tiền ngay lập tức. Chuyện đó là phi lý. Việc bạn có kiếm được tiền từ việc sử dụng AI hay không, hay có tận dụng được sức mạnh của AI vào các công việc hoặc kinh doanh để tạo ra thu nhập hay không, nó nằm hoàn toàn vào khả năng của từng cá nhân. Và cũng không ai đảm bảo rằng khi bạn đã sử dụng thành thạo các công cụ AI, tiền sẽ tự động đến. Cũng giống như việc có nhiều bạn tốt nghiệp loại giỏi, ưu tú ở trường đại học, nhưng vẫn thất nghiệp vậy. Vì AI chỉ đóng vai trò là một khâu trong việc tạo ra thu nhập. Cuối cùng, dù học AI hay học bất kỳ điều gì khác, đều đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực. Như quy tắc 10.000 giờ, bạn có thể chỉ mất 30 giây để gõ lệnh vào AI và tạo ra một hình ảnh, nhưng bạn sẽ cần 10.000 giờ để nghiên cứu và luyện tập. Kiến thức cộng với kinh nghiệm cùng với trải nghiệm mới đem lại cho bạn kết quả. Học AI là học cách sử dụng các công cụ. Bạn hãy tìm hiểu công cụ nào phù hợp và cần thiết cho bản thân. AI chỉ giúp bạn một phần, không giúp được tất cả. Quan trọng vẫn là ở tư duy sử dụng và áp dụng cụ thể từng công việc. Người sử dụng AI vào công việc, chắc chắn hiệu suất sẽ cao hơn, có thể vài lần hoặc vài chục lần tùy khả năng so với người không dùng AI. Mình cũng có một blog chia sẻ các công cụ và cách sử dụng cụ thể. Bạn có thể xem thêm ở nghecongso.com. Trong blog này, mình đã phân loại các AI để bạn có thể dễ dàng tìm hiểu theo đúng nhu cầu công việc. Ok, đó là video giải đáp tất tần tật những băn khoăn của bạn về AI, học AI như thế nào, bắt đầu từ đâu. Nếu bạn còn các thắc mắc khác cần giải đáp, hãy bình luận dưới video nhé, mình sẽ trả lời. Hy vọng video này sẽ giúp ích các bạn. Nhớ subscribe kênh, follow Facebook của mình, cũng như cập nhật các bài viết, video mới tại website nghecongso.com để nhận nhiều chia sẻ về AI thú vị và hữu ích nhé. Hẹn gặp lại các anh chị em và các bạn trong các video sắp tới.